Anh em chờ đợi một xíu nha. Em trai nó rửa ráy chăm sóc chiếc xe này xong sẽ lên sóng cho anh em. Như sự thật mình nói luôn, 200 phân khối xe lướt, thương hiệu đàng hoàng luôn, nhưng giá chỉ bằng một cái MT 15 thôi nha anh em nha. Rồi chăm sóc nha, bên mình chăm sóc rửa ráy nè, đẹp tuyệt vời luôn. Rồi lên clip nha anh em nha. Hello anh em, quay clip ngày 11 tháng 4 cho anh em luôn nè. Thì hôm nay shop mình có về một em đặc biệt xe lướt luôn ha. Xe cực lướt luôn. Ủa cái thẻ đâu ta? Cái thẻ em tắt máy anh kiếm cái thẻ. Kiếm không cái thẻ để quay cho anh em. Thì con xe này báo luôn cho anh em, đó là đúc 200 và xe này 2000 cây và mới service tại hãng. Thì khi mà anh em mua con xe này á thì anh em sẽ có cái mã nè, mã code của xe, cầm mấy cạc rồi tới bảo trì là có thông tin hết luôn nha. Là anh em khỏi sợ xe tàu lao hay mí lao. Và anh em mấy con xe này anh em xíu vịt thì bán sẽ có giá hơn nha. Tại con này mới bảo trì 2000 cây. Rồi thì mình nói sơ sơ luôn. Thì MT15 hoặc là những con phân khối nhỏ 150 khác thì không qua em này. Không qua tại vì sao? Em này tới 25 mã lực. Mà trong khi mình nhớ là MT15 hay mấy khác chỉ 19 mã lực thôi. Em này 25 mã lực. Mà bây giờ giá chỉ bằng một MT rẻ hơn MT15 mới mà bằng MT15 cũ thôi, chỉ có 50 mấy triệu thôi anh em. Và xíu nữa mình quay cho anh em xem. BB và anh ngồi xe giùm anh. Đây mình sẽ cho anh em coi một người 1m6. Em ngồi rồi em dắt ra đây luôn cho anh. Để anh quay ngồi đây cho sáng, cho đẹp. Ngồi luôn. Đó, xe rất là đã ha. Và con xe được trang bị những đồ xịn sò thôi, giống như cặp vỏ zin nó là cặp lốp rất là xịn luôn. Rồi 1m6 ngồi lên xe nha anh em. 1m6 thì có thể là nó hơi nhón chút xíu nha anh em. Nhón á, nhón nha anh em. Anh em 1m62, 63, 64 là chạy chuẩn luôn. Rồi em dắt xuống đây cho sáng luôn. Chỗ này nè cho anh dễ quay luôn, cho cái ánh sáng tự nhiên. Trong kia anh em nói đèn đồ nữa. Rồi xuống luôn. Đó, dắt xe rất là thoải mái nha anh em. Rồi chỗ này luôn nè. Rồi quẹo cái đầu qua đây xíu cho anh. Quẹo đầu qua đây, cái đầu qua đây nè. Rồi đó, dắt luôn thực tế cho anh em xem luôn. Anh em dễ hình dung. Con này rất là nhẹ nha anh em, thì có một máy rồi nên nó nhẹ đó. Xe hầu như là mới luôn, 2000 km ha. Em có thể quay vô cái đồng hồ cho anh em xem, đồng hồ bình xăng đó. Cái này làm những cái này là có đèn led hết luôn nha anh em ha, ban đêm là khỏi sợ không thấy đường ha. Đây order là 2001 nha anh em. Đây là cái thẻ service của xe đó, thì anh em mà cần thì cứ lên thông tin tới hãng là chết đầy đủ luôn. Chủ xe cam kết với mình là chết đầy đủ luôn ha. Em này là cuối 2021 nha anh em. Rồi thì mình cho anh em nghe tiếng máy nha. Máy 200. Đó, em. Rồi lời đầu tiên thì cũng cảm ơn anh chủ xe đã mến mình, để lại cho mình. Anh chủ xe rất là mến mình. Và anh chủ xe nói mình sẽ, anh chủ xe nói là vì biết mình bán xe lướt cho nên chỉ để lại cho mình thôi. Giá thì anh em mình là giá thương lượng hợp lý là ok, không có cần gì hết. Thì mình cảm ơn người chủ xe trước đã để lại mình con xe đẹp để mình bán cho anh em, để mình có thêm uy tín anh em ha. Thì con xe này không có gì để nói, rất là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Em có thể quay mấy chỗ này cho anh em xem. Rất là đẹp tuyệt vời, hầu như là xe không có chạy xước gì luôn anh em. Đó, có lên bộ chống đổ nè, rất là đẹp ha, bảo vệ các nước đầy đủ luôn. Anh em thích thì lên một cái bô gì nữa thôi là được, còn mọi thứ là xe nó như mới anh em. Và trước khi á, ảnh đem qua bán cho mình là ảnh đã lên xế vịt, là ảnh lên xế vịt lúc 2000 cây nha anh em. Là ảnh bảo trì rồi trên hãng luôn á. Thì cái này để cho anh em dễ hình dung. Đó, và xe là rất là đẹp luôn, hầu như mới. Em quay bình xăng. Bình xăng con này 11 lít nha anh em, đi phượt là Vivu luôn. Tiêu hao nhiên liệu của nó là khoảng bằng hơn con AB một chút xíu thôi. Anh nói vậy anh em dễ hình dung, hơn con AB một chút xíu thôi, nó khoảng 30 mấy lít á. Rồi quay cho anh phuộc nè, phuộc upside down nè. Xe này có ABS trước sau luôn nha anh em. À, rất là ngầu. Đây xe như mới, dĩa mới. Mình nhầm nha, bản này hình như là không có ABS. Không có ABS nha anh em. Rồi con này là không có ABS nha anh em nha. Anh em lưu ý nha,
mình lộn nha anh em. Rồi con này không ABS nha anh em, mình lộn với lại con ABS nha anh em. Rồi anh em xem clip lưu ý nha, biển số con này là 63 Tiền Giang. Rồi anh em nhớ nha, bản này là bản không ABS nha anh em đó. Rồi thì dáng ngồi con này rất là thoải mái anh em, ngồi rất là thoải mái luôn, đi phượt đi xa rất là ok, yên sao chở người yêu cũng rất là được. Đây mình ngồi cho anh em coi, yên sao cũng rất là êm nha anh em đó. Rồi nhảy ra trước đó, anh em thấy ok không đó, ngồi rất là thoải mái. Rồi bình xăng, nắp bình xăng, qua đây quay nắp bình xăng cho anh em xem. Rồi mọi thứ còn rất là mới nha anh em. Rồi con này em bán chỉ có 50 mấy triệu thôi nha anh em, bằng giá MT15 cũ thôi nha anh em. Thì anh em mua con này đi cho nó ngầu hơn nha, em quay từ trước qua nè. Anh em thông cảm, cameraman thằng em nó mới làm cho mình đó, cho nên nó quay chưa có ok đó. 2 mấy mã lực. Rồi bình xăng 11 lít, nói chung rất là mạnh, xe chính hãng, anh em đi là khỏi lo gì hết. Được trang bị vỏ Michelin nè anh em đó, lớp trước là 110/70, còn lớp sau là thông số là hình như mình nghĩ là nó cũng bằng MT15 á anh em, 150 150, vậy là hơn MT15 một size nha anh em. MT15 là mình nhớ là 140, còn con này 150 là nó to hơn MT15 một size. Cái con này anh em có thể muốn bánh bự, anh em có thể lên 160 hoặc 170. Còn 180 thì nó hơi to nha anh em, 180 là nó bằng 650R luôn rồi, thì nó hơi to, lên cỡ 160 là đẹp. Thì xe này toàn bộ như mới thôi anh em, nó không có gì mà cũ hết anh em, 2000 cây thì nó như mới thôi, xí vịt đầy đủ, anh em chơi rất là thoải mái. Này mình chỉ quay review cho anh em chọn lựa. Nhiều anh em hỏi lâu rồi sao không về đúc 200, thì bây giờ về cho anh em rồi đó. Con đúc 200, đúc 250, đúc 390 là giống vậy luôn nha anh em nha, nó giống y chang vậy luôn đó. Milu coi nhà, lên kia nằm, lệ lên, đi lên đó nằm, cho nó quay clip, đi lên, lên đó nằm, đi lên lên ghế nằm. Rồi đó giờ, à quên, mở xi nhan cho anh em coi đó, đã quay quay luôn. Con này lâu lâu mới về nha, phải xe đẹp, lịch sử rõ ràng, xế vịt rõ ràng thì mình mới thu về anh em. Có nhiều anh em chào mình con xe này luôn, anh em coi clip thì cũng biết là anh em đó đã chào mình, nhưng mà xe không có rõ ràng mình không có thu được, anh em thông cảm nha. Tại vì mình bán là mình bán trên YouTube, là mình bán nhiều anh em á, nên không có thu được nha anh em. Đó xi nhan nè, thì anh em coi rồi anh em tham khảo. À cho anh em coi cái đèn, để anh mở cho anh em cái đèn ha, anh em tham khảo. Đeo kính vô cái đó, pha cốt đó, anh em nào thích thì về bỏ bóng led vô là nó sáng hơn nữa nha. Bóng này bóng zin theo xe nha. Con này mà anh em chạy á hả, mình nói tâm sự với anh em, con này thay vì anh em mua xe độ, anh em mua xe này cũng ngon lắm á nha, không bị công an bắt nữa, mà nó mạnh, chạy nó giống như xe độ rồi đó. Nó mấy trái lớn mà anh em, mình đã từng chạy đúc rồi, hồi đó mình mua chiếc đúc 218 á anh em, đúc 218 là mình đã từng mua rồi, mà chạy nó như xe độ anh em, nó đã, nó mạnh lắm. Thay vì anh em mua xe độ trái độ sổ rồi á thì anh em mua xe này xe zin luôn, anh em giờ chạy cũng ngon vậy đó, nó cảm giác y chang xe độ. Nói chung tới đúc là chạy như xe độ nhưng mà nó bền đó, khỏi cần độ gì luôn, chạy nó phê. Anh em nào mà muốn mà cảm giác như xe độ thì anh em có thể mua con này nha, chạy đã lắm, ga nó giọt lắm mà nó nhẹ lắm anh em, nhẹ giọt phê lắm. Và cái con xe này mình bán xe thì mình cũng không nói nhiều về nó, mình chỉ cho anh em biết về cái chất xe là đẹp như thế nào. Những anh em mua xe thì anh em có quan trọng nè, giá tiền, tiêu hao nhiên liệu, bảo trì bảo dưỡng, chất xe, đó hao hụt thấu hao, thì con xe này mình nói hết rồi. Bình xăng, những cái quan trọng, chiều cao lái như thế nào là mình nói hết cho anh em, quan trọng mình nói vậy thôi. Còn về chuyên sâu á thì mình không nói nhiều, tại nói nhiều clip mình nó dài, tại khách hàng mình nó chỉ yêu cầu, khách hàng của bên mình nó yêu cầu là những cái đó là ok thôi, thì anh em chỉ coi như vậy là được rồi đó. Thì xe mình báo là hầu như là không có chạy xước nữa ha, đó, rất là đẹp láng. Rồi đồ chơi cơ bản đó, chống đổ này nọ, rồi xe đẹp hầu như không chạy xước đó, xe mới, bảo dưỡng bảo trì đầy đủ. Rồi anh em thích thì mua anh em ha.
Hồi nãy mình có báo lộn á, là mình lộn là cái con này là nó có bản ABS nữa nha anh em, mà cái con này không có nha. Nhưng mà heo nó là heo xịn nha anh em. Đây, con heo này là hãng con của Rambo luôn nha anh em. Heo này anh em khỏi cần gắn Rambo chi. Đó, cái này là hãng con của Rambo. Anh em không có cần gắn lên Rambo gì nữa, cái này là xài ok rồi. Cộng dây dầu rất là xịn ha. Cái cộng dây này là mình hồi xưa mình có chơi bên đúp với cá mập á, là cá mập nó cũng được trang bị dây này nè anh em. Có nghĩa là cái hiệu á, cái hiệu dây này nè. Đó. Thì mình thấy là cơ bản là cái đồ á, cái ngoại thất nội thất á là nó ngon hơn những con 150 Nhật nhiều luôn nha anh em. Đó, và giá mình bán rất là hợp lý. 50 mấy triệu là anh em có thể sở hữu nó được nữa rồi. Mà xây lướt nữa. Đó, anh em ở Tiền Giang về là đổi cà vạt cái là đi luôn. Rất là đơn giản. Rồi anh em thôi đừng có trả giá mình nữa nha. Xe mình bán là giá hợp lý rồi, chứ không phải là bán giá cắt cổ hay giá trên trời đâu, mà trả giá mình tội nghiệp mình anh em. Đó, về bán chủ yếu là cho mình á, mình thích á, nè, mình nói anh em tính của mình á, mình thích á hả, có anh có em ở chung làm với nhau. Đó, rồi có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo đúng không em? Em thấy mấy bữa mà ế hay là không có gì, anh cũng đâu có la mắng tụi em đâu đúng không? Anh vẫn bình thường, có nghĩa là anh thích á, anh em về với nhau có cơm có cháo ăn cháo, có tiền thì anh em mình chia nhau sống. Cho nên á, anh em á, mua ủng hộ mình thì mình cảm ơn nha. Còn anh em không mua thì cũng đừng có nói lời cay đắng tội nghiệp mình. Đó, còn mình bán xe á, là một chiếc xe mình lời cũng ít lắm anh em. Cho nên anh em á, thấy hợp lý thì anh em mua. Còn không hợp lý thì thôi á, thì anh em cũng mua. Rồi vậy á, nói mình đỡ giỡn anh em vui vậy thôi. Đó, chữ mình ở nhà cũng hai anh em. Mình mới nhận thêm một đứa em nữa. Đứa em đang quay clip cho mình á, thì anh em thông cảm, nó mới vô á, nó không có rành quay clip, anh em cũng thông cảm nha. Rồi, ok, cảm ơn anh em. Chúc anh em một ngày làm việc tuyệt vời nha anh em. Rồi, mình quay cho anh em coi toàn diện chiếc xe. Nếu như mà em mình nó quay chưa tốt thì đây, mình quay cho anh em coi tổng thể chiếc xe nha anh em. Clip cuối đó, tổng thể chiếc xe. Đó, bên mình vẫn còn nhiều xe cho anh em đi chơi lễ lắm nha anh em. Anh em cần thì liên hệ mình, trong đó mười mấy xe nữa. Đó, cho anh em coi. Rồi, thì mình dặn em xe về mình rửa phải kỹ. Đây em, chút nữa là cái chỗ cái đó đó, em nhìn đâu, em vô em nhìn đi. Cái chỗ cái ống dây đó nó còn hơi bụi đó, thấy không? Mình rửa lại cho sạch đó, đó cái chỗ đó. Đó, rửa lại cho sạch. Còn cổ bô á, em chà cho nó bóng xíu nữa cho khách mình. Rồi ok. Khách mình cũng là anh em bên mình thôi, người ta mua xe bên mình người ta cũng qua mình là thay nhớt bảo trì thôi. Mình rửa sạch đợt này đợt sau người ta dơ tới mình rửa nó cũng dễ. Đó. Đó, nên mình rửa sạch xíu cho anh em. Không phải chiếc xe rẻ mà 50 mấy 60 triệu mà mình không chăm sóc cho anh em đâu nha. Mình vẫn chăm sóc tận tình nha anh em. Chứ không phải phân biệt là xe lớn hay xe nhỏ hay xe bự hay xe to, xe gì hết, anh em chạy ẹt chạy quay qua mình vẫn chăm sóc bình thường nha anh em. Đó, thì anh em nào cần chăm sóc xe thì em này á, là trước á, là em làm sửa xe nhỏ. Đây nói trước em làm sửa xe nhỏ, giờ em làm trước là em sửa xe nhỏ, bây giờ em chuyển qua sửa mấy chiếc xe lớn này nó cũng chưa kỹ đó. Cái gì em sẽ khắc phục những cái lỗi đó. Rồi bye bye, tạm biệt anh em nha. Vậy là xong clip nha anh em. Rồi dắt xe vô làm mấy cái anh nói đây rồi ok em. Nó nhiều khi nó còn sót á, nó không có để ý mấy chỗ, nhưng mà mình kỹ tính. Anh em nào theo được thì sẽ theo, còn không theo được thì theo. Rồi vậy nha anh em.